dòng sông, đời thuyền đang xuôi về biển rộng. Thầy cô như là tấm gương để em soi mình bấy lâu, thầy cô như là gió nam nhẹ lâm cánh diều em bay cao mãi cao mãi. Dòng sông ấy sẽ mãi mãi không bao giờ ngừng chảy, làn gió ấy sẽ mãi mãi không bao giờ ngừng thổi, ánh sáng ấy sẽ sáng mãi trong con tim học trò, ánh sáng ấy sẽ xua tan những mưa giông bão tố. Và kiến thức là điều quý giá nhất mà thầy cô đã cho em. Mặt trời lên rồi cũng lặn, núi đá kia có thể mòn, dòng sông kia có thể cạn, nhưng ánh sáng kiến thức của thầy sẽ soi rọi suốt cuộc đời chúng em. Thầy cô như là ánh dương tỏa sáng tâm hồn chúng em, thầy cô như là dòng sông đưa thuyền em xuôi về biển rộng, là tấm gương để em soi mình bấy lâu, thầy cô như là gió nam nhẹ lâm cánh diều em bay cao mãi cao mãi. Dòng sông ấy sẽ mãi mãi không bao giờ ngừng chảy, làn gió ấy sẽ mãi mãi không bao giờ ngừng thổi, ánh sáng ấy sẽ sáng mãi trong con tim học trò,